Hoàng Phúc khoe bọc tiền khủng sau một tối đi diễn gây sốt mạng. Nhiều xấp tiền dày cộm có giá 500.000, 100.000 đồng được Ưng Hoàng Phúc khoe kiếm được chỉ sau một đêm diễn khiến cộng đồng mạng nổi sóng rần rần. Kể từ sau khi lập gia đình với người mẫu Kim Cương, sự nghiệp của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc dường như ngày càng thăng tiến. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân mới đây, nam ca sĩ khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe số tiền khủng kèm lời chú thích. Hai show trong một buổi tối, giờ thì ta đã biết, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhìn vào hình ảnh này sẽ thấy những xấp tiền dày cộm mà Ưng Hoàng Phúc kiếm được chỉ sau một đêm diễn, gồm nhiều tờ mệnh giá 500 và 100 ngàn đồng. Nhiều cư dân mạng ước tính cát xê mà chồng Kim Cương nhận được có thể lên tới vài chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Điều này khiến không ít cư dân mạng băn khoăn đặt ra câu hỏi. Làm ca sĩ dễ kiếm tiền vậy sao? Bởi mức cát xê cao ngất ngưỡng này không phải nghệ sĩ nào cũng có thể nhận được chỉ sau một đêm diễn. Được biết, hiện tại Ưng Hoàng Phúc đã gắn bó với người mẫu Kim Cương được gần 4 năm. Cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng vào cuối tháng 4 vừa qua. Họ đã đăng ký kết hôn và dự tính tổ chức đám cưới nhiều lần. Tuy nhiên, cả Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương do bận rộn với những kế hoạch riêng nên họ quyết định sẽ lên xe hoa vào năm Đinh Dậu 2017 này. Đại vệ song ca với con gái thu hút gần triệu lượt xem. Cư dân mạng thích thú khi ông bố đơn thân Ưng Đại Vệ đăng phát trực tiếp màn song ca cùng con gái ca khúc Lời Tự Sự. Mới đây, Ưng Đại Vệ đăng tải clip anh và con gái thể hiện ca khúc Lời Tự Sự khi đang ngồi trên xe. Trong vòng hơn 2 ngày, clip thu hút gần 900.000 lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Màn song ca của ông bố đơn thân và con gái được đông đảo cư dân mạng khen ngợi và thích thú bởi sự đáng yêu của bé muối, tên thật Ưng Mỹ Phụng. Cuối clip, bé còn chào tạm biệt và gửi tặng nụ hôn dễ thương đến người xem. Trên trang cá nhân ông bố 8X, khán giả bình luận: rất cảm động, một mình anh nuôi con nhưng bé vẫn rất ngoan và xinh đẹp. Yêu thương sẽ luôn bên hai cạnh hai ba con, chúc con cứ như này mà trưởng thành nha con gái. Tình cảm của hai bố con Ưng Đại Vệ làm mọi người xúc động. Bạn N nhận xét: không hiểu sao mỗi lần nghe bài này, nhìn hình ảnh hai cha con từ lúc trên sân khấu xuyên mai son tới clip này mình thấy rưng rưng quá. Lời Tự Sự là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Ưng Đại Vệ trên sân khấu Sing My Song sau nhiều năm vắng bóng vì biến cố cuộc sống. Nam ca sĩ cho biết con gái chính là động lực to lớn để anh trở lại hoạt động âm nhạc, làm việc nhiều hơn để có thể đảm bảo cuộc sống tốt cho con. Sự trở lại của cựu thành viên nhóm GMC nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả khiến anh trở nên bận rộn hơn. Dẫu vậy, anh vẫn thường xuyên dành thời gian bên cạnh bé muối để đưa bé đi chơi, chăm sóc và dạy dỗ bé. Giọng ca Vì Một Người cho biết thêm sắp tới là sinh nhật của bé muối nên anh chủ động sắp xếp công việc để tổ chức sinh nhật cho con gái. Choáng với khối tài sản kết xù của Noo Phước Thịnh ở tuổi 29, sau 6 năm gia nhập showbiz, Noo Phước Thịnh đã trở thành một ngôi sao hạng A và sở hữu khối tài sản kết xù. Noo Phước Thịnh là một trong số ca sĩ là con ngoan, khi đi hát thì phần lớn tiền cát xê của anh đều được gửi cho mẹ quản lý, chỉ giữ một phần để chi tiêu. Mỗi lần ra đường, nam ca sĩ chỉ đem theo 500.000 đồng để tiêu vặt. Với hình ảnh không scandal, Noo Phước Thịnh là gương mặt đại diện được các thương hiệu săn đón với hợp đồng béo bở. Theo một nhãn hàng tiết lộ, chỉ riêng một bộ ảnh quảng cáo có sự tham gia của nam ca sĩ sinh năm 1988 phải trả từ 10.000 đô, hơn 200 triệu đồng. Một status quảng cáo muốn xuất hiện trên trang cá nhân của anh cũng phải trả từ 30 triệu đồng trở lên. Một bầu show cho biết, một đêm diễn thành phố Hồ Chí Minh của Noo Phước Thịnh có giá vào khoảng 50 triệu đồng, còn đi tỉnh thì có giá vào khoảng 90 đến 120 triệu đồng. Với tần suất chạy show trên cả nước, ngồi ghế nóng của các cuộc thi lớn như hiện tại, có thể nói, tốc độ kiếm tiền của Noo Phước Thịnh không thua một ngôi sao hàng đầu nào trong showbiz Việt. Khi đang ở tuổi 29, Noo Phước Thịnh đã sở hữu khối tài sản riêng khiến bao người mơ ước. Số tiền giọng ca Khâu I Love You kiếm được hàng tháng thuộc hàng tỷ đồng. Sau 6 năm ca hát, anh đã sắm cho gia đình món quà đầy ý nghĩa là căn hộ 22 tỷ đồng. Noo Phước Thịnh đi lại bằng chiếc xế hộp màu đen với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Anh chàng có vẻ thích thú với xe của thương hiệu này, khi tiếp tục tậu cho mình một chiếc xe cũng 2 tỷ đồng thời gian sau đó.
Tất cả trang phục phụ kiện đi diễn của nam ca sĩ đều được thiết kế riêng của các thương hiệu xa xỉ. Chiếc vòng đeo tay hàng hiệu có giá khoảng 5.250 euro, hơn 133 triệu đồng. Đồng hồ 27 triệu đồng. Nam ca sĩ đeo chiếc đồng hồ dây da nâu 29 triệu đồng, chiếc ba lô có giá hơn 70 triệu đồng. Noo Phước Thịnh gây chú ý khi trên thảm đỏ xuất hiện lịch lãm, diện cả cây hàng hiệu gần 500 triệu đồng. Mr. Đàm làm bạch mã hoàng tử trong âm nhạc và bước nhảy. Trong mini show của chương trình, Mr. Đàm hóa thân thành bạch mã hoàng tử để thể hiện 4 ca khúc nổi tiếng Tình Có Như Không, Trần Thiện Thanh, Tình Yêu Thầm Kín, Thái Thịnh, Anh Nhớ Em Vô Cùng phiên bản remix của Duy Mạnh và Tan Vỡ của Lê Hữu Minh. Mr. Đàm cháy hết mình với 4 ca khúc độc đáo trong mini show View Anh Sexy Nửa Kính Nửa Hở thể hiện ca khúc Tự Viết Lời. Thanh Duy và Đại Nhân kết đôi ăn ý trong ca khúc của hàng rapper, còn hàng Yến Chi Bi đáng yêu hết cỡ bên Huy Nam là những điểm nổi bật trong âm nhạc và bước nhảy số đầu tiên năm 2017. Mở đầu đêm nhạc, âm nhạc và bước nhảy chủ đề concept kết nối là phần trình diễn đầy sôi động của Á Quân Sao Nói Ngôi, Hoàng An Kiệt với ca khúc Xa Vời. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết riêng cho giọng hát của Hoài Anh Kiệt. Bài hát có nhịp điệu sôi động bắt tai và được rất nhiều khán giả yêu thích. Tiếp đó, Gái Một Con View Anh gửi đến khán giả ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Hãy Đến Bên Anh. Xuất hiện trên chương trình với bộ váy sexy, nửa kính nửa hở, View Anh khiến cho đêm nhạc bùng cháy bởi những động tác vũ đạo nóng bỏng. Hãy Đến Bên Anh là một ca khúc của Sarika, nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia mà View Anh rất yêu mến. Cô thường viết lời Việt cho những ca khúc của Shakira để thể hiện và nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả dành cho những bản cover hết sức sáng tạo này. Ta Nói Nó Vui là sản phẩm âm nhạc, tiếp tục đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa Hoàng Yến Chi Bi và Huy Nam. Cả hai đã đem ca khúc triệu view này thể hiện trong chương trình âm nhạc và bước nhảy tháng 1. Với giai điệu vui tươi, bắt tai cùng ca từ dễ nhớ và sáng tạo, bài hát còn khiến khán giả truyền hình thích thú bởi phần vũ đạo ấn tượng của bộ đôi cực kỳ đáng yêu này. Thanh Duy và Đại Nhân là hai người bạn thân thiết hoạt động chung trong một công ty quản lý. Cả hai đều rất được khán giả yêu mến, thường xuất hiện bên nhau trong những sự kiện. Tham gia âm nhạc và bước nhảy tháng 1, Thanh Duy và Đại Nhân một lần nữa đốn tiên fan khi cùng nhau song ca bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng mang tên Tự Mình, Hoàng rapper sáng tác. Cặp đôi đã có một phần trình diễn hết sức ăn ý, hai giọng hát như hòa quyện vào nhau và mang nhiều cảm xúc cho khán giả. Sự xuất hiện của ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng có lẽ là phần trình diễn được khán giả mong chờ nhất trong chương trình. Chọn 4 ca khúc nổi tiếng để trình diễn là Tình Có Như Không, Trần Thiện Thanh, Tình Yêu Thầm Kín, Thái Thịnh, Anh Nhớ Em Vô Cùng phiên bản remix và Tan Vỡ của Lê Hữu Minh. Mr. Đàm tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, không chỉ bởi chất giọng khang mà còn bởi sự dàn dựng công phu, đầy sáng tạo cho từng tiết mục. Mr. Đàm hóa thân thành bạch mã hoàng tử, nhảy cực sung với ca khúc sôi động Tình Có Như Không, hay ngồi trên chiếc thuyền khủng trình diện Anh Nhớ Em Vô Cùng đầy cảm xúc. Anh cũng thể hiện sự huyền bí trong giọng hát cũng như phong cách trình diễn với Tình Yêu Thầm Kín. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn, Quách Tuấn Du, Phương Trinh Julie, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đinh Hương, Chí Thiện, Hoài Anh Kiệt, Bảo Quân, nhóm Azer và các ca khúc sôi động được đông đảo khán giả yêu thích trong thời gian qua như Điều Quý Giá Hơn, Đừng Khóc Nữa Em, Khói Thuốc Đợi Chờ, Mất Fever, Baby, Chỉ Mong Trái Tim Người, Ta Nói Nó Vui. Âm nhạc và bước nhảy tháng 1 chủ đề Connect kết nối do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện, Quốc Quân biên tập và được dẫn dắt bởi MC Lưu Hà Trinh. Chương trình do VTV9 và Z Studio phối hợp thực hiện. Âm nhạc bước nhảy số tiếp theo sẽ tái ngộ cùng khán giả vào lúc 20 giờ ngày thứ Bảy 4 tháng 3 trên VTV9.